Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống thản nhiên đi trộm giữa chúng thanh thiên bạch nhật, màn ăn trộm hoàn hảo đến mức gia chủ còn không phát hiện mình vừa mất cái gì, cho đến khi xem lại camera an ninh thì mới tá hỏa bất ngờ trước tài sản vừa mất. Và đó là gì? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Vụ việc xảy ra ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giữa ban ngày. Đối tượng là nam, đi chân không vào shop thời trang, miệng thì giả bộ hỏi chuyện những người trong shop, chân thì nhanh chóng xỏ vào đôi dép của một vị khách trước cửa. Vụ việc diễn ra rất nhiều người nhưng không một ai phát hiện ra. Chỉ đến khi vị khách không thấy đôi dép đâu, nhờ shop trích xuất camera an ninh kiểm tra lại thì mới tá hỏa phát hiện ra tên đầu chích đã đi nhầm đôi dép của mình. Còn bây giờ sẽ là thông tin về một vụ cưỡng nóng tài sản hết sức táo tợn vừa xảy ra tại một quán nước ở khu vực Bàn Cờ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gây bàng hoàng trong dư luận. Đối tượng thực hiện hành vi này là nữ giới, vợ mua nước và đã có một pha qua mặt cả hai nhân viên bán hàng, đá nóng số tài sản giá trị chỉ trong tích tắc. Và xem qua tình huống này, nhiều người vẫn không thể ngờ tá hỏa trước hành vi điêu luyện của đối tượng, thủ đoạn của ả ta ra sao. Quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi đoàn camera ngay sau đây. Người phụ nữ mặc áo khoác màu kem, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang cẩn thận bước vào quán mua nước. Trong một hồi quan sát, ả đã mua trước một ly, rồi vờ đi ra bàn, sau đó quay ngược trở lại, liên tục nói chuyện rồi xin thêm ít đá, sau đó kêu tính tiền. Mang móc túi trả tiền đã diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, ở một tay còn lại, đối tượng này đã lấy được một chiếc túi xách trong quán, lấy hết toàn bộ số tiền rồi canh lúc nhân viên đang loay hoay trong quầy. Ả đã quăng chiếc túi trở lại vị trí cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó còn cưỡm luôn hai chiếc điện thoại bỏ vào túi áo, rồi lên xe Vision biển số 61G1-25458 màu đỏ đậu sẵn phía trước tẩu thoát còn ngơ. Trong khi hai nhân viên quán lúc này vẫn chưa hề biết gì, số tiền mặt trong túi bị cưỡm đi là gần 50 triệu đồng. Liên quan đến tình huống về giao thông, một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trên một tuyến đường không có giải phân cách, được cộng đồng mạng chia sẻ, cảnh báo đến người dân. Quả đúng như câu nói, rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào, dù cho mình có di chuyển với tốc độ an toàn đi chăng nữa. Theo đó, tuyến đường này đang có rất đông các phương tiện di chuyển qua lại. Bất ngờ từ phía chiều ngược lại, một người điều khiển xe máy đã phóng đi rất nhanh, lao vào dòng xe máy đang chạy đối diện, dẫn đến một pha đối đầu kinh hoàng. Quái xế đã khiến các phương tiện chạy đối diện hoảng loạn tránh né nhưng không kịp. Bốn người đi trên hai phương tiện xe máy bị tông trúng, bất động trên đường, hiện chưa biết kết quả ra sao. Tiếp tục chương trình cũng là một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khác được camera hành trình của một phương tiện ghi hình lại, khiến cho nhiều người xung quanh thót tim. Theo đó thì một chiếc xe container không tránh né vật cản nào đang chạy trên đường thì lùi thẳng vào nhà dân. Đoạn camera hành trình của một phương tiện chạy phía trước đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng thót tim này. Theo đó, chiếc xe container đang di chuyển với tốc độ bình thường trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng. Bên làn đường ngược lại cũng có rất đông các phương tiện xe lớn nối đuôi nhau chạy. Nhưng rồi bất ngờ không biết vì sao xe container này lại đánh lái lủi thẳng từ bên đây đường sang bên kia đường, tông sập trước nhà một người dân. May mắn phương tiện có gắn camera hành trình đã giữ khoảng cách an toàn, không dẫn đến hậu quả nặng nề hơn.